giòn. Các bạn sẽ đặt lên bếp 1 lít nước, 10 gram muối và 10 gram đường trắng. Phần măng còn lại cho món chân giò các bạn cũng luộc lần thứ hai. Và chúng ta cắt bỏ phần già cũng xé sợi y như nãy. Thì chúng ta sẽ cắt cái hành tím lát mỏng ra và chúng ta tranh thủ chúng ta phi cái hành tím luôn nha. Và bây giờ các bạn chuẩn bị gia vị để ướp chân giò. Vớt chân giò ra, xả nước lạnh, không cần ngâm, xả qua thôi là được rồi. Xong rồi vớt ra cho ráo và chúng ta sẽ ướp chân giò. Chúng ta bắt đầu cân gia vị để ướp chân giò nè. 6 gram bột ngọt, 5 gram muối, 2 gram tiêu, 20 gram hành tím băm và 3 gram đường. Sau đó các bạn cũng dùng bơm tay các bạn bóp đều cái gia vị này cho nó thấm vào trong chân giò. Phần nước còn lại các bạn thả măng vào, các bạn cũng luộc 5 phút rồi vớt ra xả nước lạnh nha. Và xong các bạn cũng bỏ chân giò qua một bên. Sau khi cắt mộc nhĩ xong thì các bạn sẽ ướp vào mộc nhĩ là 2 gram tiêu và 3 gram bột ngọt. Sau đó chúng ta bóp đều cái phần mộc nhĩ này. Các bạn đặt một cái nồi lên bếp, chúng ta phi hành tím cho thơm. Sau đó các bạn cho chân giò vào mình xào. Xào cái chân giò này cho nó thấm gia vị. Và các bạn sẽ cho nước, 1 lít rưỡi nước vào chúng ta nấu. Chúng ta nấu cái chân giò này khoảng 20 phút. Măng các bạn sẽ xào giống y như là xào miếng ngang á. Các bạn sẽ phi hành tím và xào măng. Các bạn cho vào cái phần măng này 2 gram muối và 3 gram bột ngọt. 10 gram muối, 8 gram bột ngọt, 3 gram tiêu. Lưu ý coi chừng lộn hai nồi với nhau nha. Chân giò 10 muối. Hiện nay thì cái vị của các nhóm 1, nhóm 6 và nhóm 7 rất là chuẩn. Các bạn theo cái vị của cái ba nhóm đó là nó khá là đậm đà. Nhóm 5 với nhóm 4, nhóm 5 thì cái vị hơi bị nhạt nhẽo, tức là nó không có hòa quyện cái phần giò heo á. Nó chưa có tạo cái hòa quyện, thì anh nhìn nghe nó còn hơi gắt gắt. Nhóm 5 các bạn nấu hơi bị đậm quá. Cái phần mà hơi bị đậm quá, nhóm 5 hơi bị đậm quá. Còn về cái phần miếng, các bạn nhớ lưu ý là cái miếng khi mà cho vào á, các bạn cho vào và các bạn để lên trên giò heo. Còn về giò heo thì các bạn nên nấu mềm hơn một chút xíu nữa nó mới đúng là món bắt. Trong đó thì cái việc độ mềm thì các nhóm này chỉ có nhóm 4 là cái độ mềm là tốt nhất. Nhóm 7 thì còn hơi cứng, nhóm 6 là vì tôi không thể nào thử hết được thịt của các nhóm, cho nên là chỉ có nhóm 4 là tôi có thử thì tôi thấy nó cái độ mềm tốt. Các bạn sẽ phải điều chỉnh gia giảm cái thời gian nấu một chút vì tùy theo cái cục giò của mình to hay nhỏ thì phải điều chỉnh lại một chút xíu, nhưng mà cái tương đối là cái thời gian chúng ta từ 30 đến 45 phút là vừa.